VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Em cảm giác thấy em không có đủ sự tự tin tin tưởng với Jason. Thôi bé. Không, nhưng mà cho hỏi là lần này là lần cuối thì đưa lại cho người ta đi. Không, ngày mai chứ. Ông thấy sân khấu thực sự thấy sân khấu không ạ? Thấy toàn sân khấu. Và cuối cùng là best five à best seven. Là mình bật nhìn cho nó mát mát. Rồi, đúng rồi. Ai ngờ đâu. Ai ngờ mát quá. Trời ơi, hôm nay tôi là người năng suất nhất nha. Bắt cúp sớm xong đi qua rửa sổ đầu rồi xong rồi xong rồi bây giờ chưa về chưa xong rồi về đây. Cắt xô mà. Dương tôi rất hận. Là đăng lên rồi. Ta đăng lên. Rồi đúng rồi. Hồi nãy em là người đầu tiên đúng không? Rising Star. Cái từ của năm gọi tên. Gió cứ mênh mang đường hôn của anh ăn rồi. Bây giờ đi cùng biết được. Đó, đi. Đúng rồi đó Eric. Bây giờ nó nặng nặng. Bỏ.
mong win size ghê. Khang ở đây nè. Sao content gì mà di chuyển vậy? Trở về thôi. Thì phải trở về chứ. Có bài mà đứng cúp rồi chứ. Đâu có đâu, đứng cúp anh đâu. Anh là học sinh cá biệt đó, anh cúp học nhiều lắm nha. Em nhắc anh. Em nhắc anh. Chị không ra đây quay Khang ơi. Quay quay chứ nhắc nhắc à. Em nhắc anh. Anh biết mai diễn rồi chưa? Mai diễn rồi chưa? Em để có dạng không? Để kiếm cho cái này party đi. Cái gì? Ủa? Cho cái gì? Này party. Này party là cái gì? Bánh. Này party bánh phô mai. Bây giờ em ăn cái gì? Em có đi ăn không? Này em ăn uống nước dừa với lại tám và xì nánh su kem với lại xì nánh. Không chưa ăn gì đâu. Giờ này bao tử em nó co lại rồi. Không nạp vô không nổi nữa. Bánh tráng nè. Nói vậy thôi mà người ta chẳng chưa ăn gì đàng hoàng. Hồi nãy giờ đi ăn tính em. Chuẩn bị đi ăn cái chương trình báo em sắp tiết mục này tới em nha, cái vô đeo đi luôn. Anh Song Luân thì nhân cơ hội đó anh lái xe và anh ăn hay đi lâu. Hết chuyện. Rồi. Và chúng ta có đằng sau chính là Hùng Văn Huỳnh. Ok. Trốn nợ rồi. Sao đâu? Em quên đấy nhưng mà lên sân khấu em chỉ không, cần một lần thôi. Không, em cảm giác thấy em không có đủ sự tự tin, tin tưởng với Jason. Không, thôi bé. Không nhưng mà cho hỏi là lần này là cuối cùng thì đưa lại cho người ta đi. Không ngày mai, mai chứ. Ngày mai còn mai chạy chương trình mà. Chạy chương trình em phải làm sao để cho anh tin em đi. Em đừng có em làm gì em làm. Đêm nay mày sẽ tin em thôi. Không đêm nào anh cũng phải có niềm tin nhưng sáng nay hôm sau em không cho anh tin nữa. Đi về. Về quay về thôi. Có mình Tú về. Mọi người đang tập tiếp. Để tôi coi. Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy được. Ngoài sóng ra thì còn hit drama. Ok. Wow. Lửa. Wow. Bầu trời trộm vía đừng mưa. Tắt lửa. Ồ, lập đàn. Rồi. Và cuối cùng là best 5 à best 7 dòng thời gian ngưng động không một phút trôi đã tình nằm ngoài khả năng của goodbye em có thể giúp tôi oh baby please help me biết phải làm sao giờ vì trong tim chỉ mơ về em yêu nhiều nên mong được có em từ đây nếu một ngày 24 tiếng không gặp em, cha ngược thời gian quay lại cũng không thân thế. Cắt tình ra bài mới vào ngày 23 nha. Sợ mất truyền thông. Là hôm nay không trời mưa. Là mình mặc gì cho nó mát mát. Rồi, đúng rồi. Ai ngờ đâu. Ai ngờ mát quá. Trời ơi, hôm nay tôi là người năng suất nhất nha. Bắt cúp sớm xong đi qua rửa sổ đầu sổ ngoài bên đây chưa xong ngoài bên đây. Cắt xô mà. Dương tôi rất hận. Là đăng lên rồi. Ta đăng lên. Đúng
hồi nãy em là người đầu tiên được ba rating score từ một năm gọi tên gió cứ mênh mang đường hôn của anh ăn rồi bây giờ đi cùng đi được đó, đi cùng đi 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 đúng rồi đó Eric. Ok anh cho nó dễ thương. Sóng hip hop đường sóng tư tiền nha, bài là tư tiền đó, tiên tử đó đó, bài tiên tiền là tiên tiền đi em ơi, tiên tiền đi hạ xuống see you do see you nhưng mà đừng xa quá tụng vô cái độ cũ là kỳ lắm thì cũng đúng bài này nghe khá hay rồi anh tập hơi nhẹ hơi nhẹ thôi nhẹ lâu nhẹ rất lang nhẹ lâu 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 ok ok lâu nha. Không, chưa nhớ đâu. Chưa rồi. Đó, nhìn mặt biết chưa nhớ rồi. Anh ơi, anh YouTube cảm thế nào chứ? Không, cái lỗi luôn đấy. Anh nhìn em, anh chỉ cần bật nhạc thôi. Còn lại đều em lo. Thế con, anh chỉ cần bật nhạc thôi là bọn em quên. Đấy, nghe chứ em. Đàn, đàn. Đàn. Ông thế nào nhạc nó như bạn luôn là anh nhạc chưa? Nhạc lúc chưa? Ừ đi thử một cái đi. Ừ ấy. Nè, cái này này, xong rồi bắt cái này xong sao nữa ta. Bắt là ở dưới không? Ở dưới. Cái này xong là đây luôn ấy hả? Bắt cái này xong thế nào? Đây. Bắt đèn cá đây. Bắt đèn cá đây. Con nhà bước vào đọc. Nói luôn anh ơi. Ok, nhớ, đã nhớ. Vào việc đi, vào việc thế nào? Chơi đi chưa? Lên nhẹ rồi hả? Chỗ to mới được không ạ? À? To hết cỡ rồi. Gì vậy? Bạn này chưa có cái miệng. Qua thấy ông kia. Lại. Nhân vật bí mật. Nhân vật bí mật của phòng công tử 6 ạ. Đá Phù Dung. Tiến đường này ra đi ra cái thế. Tiến đường này không được vào đây nha. Thế sao? Chơi chính là anh nhạc từ đầu đúng không ạ? Nghe thấy cái gì? Cái mặt lái. Đi vào đi anh người ơi. Là. Cho người sau còn tập nữa. Các anh ơi em xin phép đi về đây nha. Về hả? Rồi, 3, 2, 1. Không, người ta diễn có bao nhiêu đâu, vài bài à. Nhẹ. Bớt nhiêu kéo ạ. Nha Phúc ơi. Cho xin lại nhạc luôn ạ. Hết chỗ rồi hả? Ok, thả nha. Mọi người đang sân khấu chưa? Trời ơi, anh nhận cái giải như thế. Trời ơi, tôi đề nghị chương trình xem xét lại anh Eric ạ. Anh nhận cái giải to như vậy của chương trình. The best performer. Ủa từ về tới. Chớ rồi sai. Ok.
biết rồi nhưng mà cho em đứng ở đây được một lần thôi. Đẹp quá, đẹp quá. Cái giải xứng đáng nhá, cái giải xứng đáng. Lúc đầu mà đang làm không? Ừ, đúng rồi, lúc đầu mà. Rocky 2024 20 giờ thứ bảy hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.